đem chuyện đời tư của người khác phanh phui trên mạng, hai chị em bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hoàng Phương Anh, sinh năm 1994, trú tại Hà Nội, và chị gái là Hoàng Mai Anh để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Nạn nhân trong vụ việc là chị em M, trú tại Hà Nội. Chị em M có quan hệ họ hàng với hai chị em Phương Anh. Trước đó, Phương Anh và chị em M thường xuyên tâm sự về đời sống riêng tư. Tuy nhiên, do hai gia đình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, bà Phương Anh chê bai, đánh giá chuyện đời tư của chị em M. Sự việc lên tới đỉnh điểm vào ngày 12 tháng 6, gia đình chị em M đã đến nhà Phương Anh để nói chuyện và hai bên tiếp tục cãi nhau. Lúc này, Phương Anh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân Livestream phát trực tiếp nói về bí mật đời tư, xúc phạm danh dự nhân phẩm của chị em M và đưa hình ảnh lên mạng xã hội để mọi người tránh gia đình chị. Ngoài ra, Mai Anh hỗ trợ tìm hình ảnh và chia sẻ bài viết của Phương Anh. Vụ việc khiến chị em M căng thẳng, trầm cảm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.